Chào tất cả các em, sau thầy sẽ cùng các em giải bài 5 sách giáo khoa môn giải tích 12 trang 61 bài hàm số lũy thừa. Cụ thể bài số 5 người ta yêu cầu đó là hãy so sánh các cặp số sau. Ở đây có 3 phần ABC. Thì phương pháp ở đây thầy có như sau: nếu như chúng ta có cái alpha lớn hơn 0 thì A nhỏ hơn B, sẽ suy ra A mũ alpha nhỏ hơn B mũ alpha. Tuy nhiên với điều kiện là AB lớn hơn 0. Tại sao chúng ta lại có cái này thì các em lưu ý lại, chúng ta sẽ có cái hàm số y bằng x mũ alpha trên khoảng 0 đến dương vô cùng với alpha lớn hơn 0, thì hàm số này luôn luôn đồng biến. Nên nếu A nhỏ hơn B thì A mũ alpha nhỏ hơn B mũ alpha với alpha lớn hơn 0, được chưa? Dĩ nhiên AB phải lớn hơn 0 rồi, được chưa? Cụ thể chúng ta sẽ bắt tay vào làm nhé. Ở ý A này, ta sẽ có là vì đây là vì 3,1 thì nhỏ hơn 4,3. Và ở đây chúng ta thấy là các cái con số này nó đều cùng số mũ hết, nên là thầy mới sử dụng cái quy tắc này, được chưa? Và 7,2 thì cái này lớn hơn 0, nên chúng ta suy ra nó là 3,1 mũ 7,2 sẽ nhỏ hơn 4,3 mũ 7,2, được chưa? Rồi, tiếp theo ý B. Ý B này, đó là vì 10 phần 11 thì bé hơn 12 phần 11, và chúng ta có là 2,3 thì cũng lớn hơn 0. Nên chúng ta ngay lập tức chúng ta suy ra 10 phần 11 mũ 2,3 thì bé hơn 12 phần 11 mũ 2,3. Được chưa? Tương tự thế chúng ta làm tiếp ý C. Đó là vì ta có đó là 0,3 thì lớn hơn 0,2, và ở đây số mũ là 0,3 và 0,3 thì lại lớn hơn 0. Nhưng mà suy ra 0,3 mũ 0,3 sẽ phải lớn hơn 0,2 mũ 0,3. Được chưa? Rồi. Chưa nhỉ? Rồi, chúng ta kết thúc bài tập này tại đây.